Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào chư vị thiện hữu tri thức A Di Đà Phật. Đây là chương trình Lá Thư Tây Phương. A Di Đà Phật, vì sao mà dù tu bất kỳ pháp môn nào, chúng ta cũng nên hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc? Bởi vì có những lý do căn bản quan trọng như sau. Gần gũi bất kỳ đức Phật nào, đó là một phước báu rất lớn. Cho nên muốn giác ngộ, phải có bậc thầy giác ngộ soi đường cạnh bên. Và Phật tại thế của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ba trường hợp đại diện cho tham sân si sâu nặng, nhưng gần gũi với Đức Phật, được Ngài soi đường chỉ lối, vẫn vượt phàm thành thánh, chuyển hóa tự thân và độ được vô số người. Trường hợp thứ nhất là của Angulimala, tượng trưng cho sự sân hận độc ác, giết người không cướm tay, 999 người ông hạ thủ. Nhưng khi gặp Đức Thế Tôn, Ngài hóa độ Angulimala từ một bậc phàm phu sân hận độc ác tà kiến sai lầm, đã chuyển thành một bậc thánh nhân A-la-hán vô sanh quả. Trường hợp thứ hai là bà Ambabali, là một kỹ nữ tượng trưng cho lòng tham dục, tham ái. Nhưng khi gặp Đức Thế Tôn, bà cũng giác ngộ đạo màu, từ bỏ đời sống thế tục, làm tỳ kheo ni, vẫn giác ngộ đạt được A-la-hán quả. Trường hợp thứ ba là của Châu Lợi Bàn Đật, người tượng trưng cho ngu si đần độn, chỉ có bốn chữ, quét rác, trừ bẩn, nhớ hai chữ đầu, lại quên hai chữ sau. Nhưng khi gặp Đức Thế Tôn, kiên trì tu tập, Đức Phật đích thân hướng dẫn, ông cũng đạt được thánh quả A-la-hán. Vì sao như vậy? Bởi vì Phật lực có lòng từ bi trí tuệ vô biên vô lượng, năng lượng từ trường của Ngài là thấu suốt tam giới, tất cả chúng sanh nghiệp lực thế nào, từ trong A Lại gia thức Ngài thấu biết từng chi tiết nhỏ. Cho nên Ngài chỉ cần nói một câu không thừa không thiếu, đúng ngay vào cái chỗ cần khai mở, giống như chìa khóa mở cánh cửa, thì vừa đủ để người ấy giác ngộ, thấy được cái cần thiết, giống như là cho thuốc đúng bệnh 100%. Thời của chúng ta đang ở được gọi là mạt pháp, cũng gọi là rơi vào một trong bát nạn, tức là sanh vào sau hoặc là trước thời của Đức Phật ra đời. Thành ra kiếm một bậc liễu sanh thoát tử rất khó khăn, huống hồ gì là Đức Phật. Cho nên cõi này Đức Thế Tôn dạy là ngũ trược ác thế, đầy dẫy đến trong gai, nghiệp lực sâu dày, khó lòng tự thân mình không gặp Phật mà vượt thắng được báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng của bản thân. Vì lòng đại từ bi, Đức Phật biết rằng 80 năm cuộc đời của Ngài rồi sẽ hết. Một Đức Thế Tôn trụ thế quá ngắn ngủi, chúng sanh đời mạt pháp những ngàn năm sau, chỗ đâu nương tựa. Nên Ngài mới giới thiệu cho chúng sanh ở cõi ta bà này, khi Ngài tịch diệt, nếu có ai muốn cầu về một cõi Phật để được gặp gỡ Đức Phật, nghe pháp âm vi diệu của chư Phật, chư Bồ Tát để liễu sanh thoát tử, thì tốt nhất nên về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Hiện giờ Đức Thích Ca Mâu Ni không còn ở trên ta bà, nhưng Đức A Di Đà Phật đang thuyết pháp ở cõi Tây Phương. Khi nghe có một bậc thiện hữu tri thức, có một người tốt đẹp, thánh thiện, chúng ta đã muốn gần. Vậy thì Đức Thích Ca giới thiệu ở Tây Phương có một cõi Phật và Đức Phật đang thuyết pháp chưa tịch diệt, tại sao chúng ta không muốn về? Chúng ta chưa muốn về Tây Phương là bởi vì nhân duyên sâu dày, thiện căn phước đức chúng ta gieo trồng với pháp môn tịnh độ với Đức Phật A Di Đà, cũng như là chí thành chí thiết muốn liễu sanh thoát tử chưa đủ mạnh trong lòng mình. Nửa đời nửa đạo, muốn vui ở ngoài đời nhưng cũng muốn giải thoát, tìm chút tâm linh. Như thế thì vãng sanh Tây Phương chưa cần thiết với người đó. Nhưng nếu thực sự muốn giải thoát sanh tử,
kiếp này không gần Phật, không gần Bồ Tát, không gần bậc Minh Sư đã ít nhất chứng độ sơ quả Sotapanna, mà muốn tự mình giải thoát thì cách đảm bảo an toàn nhất, chắc chắn nhất là vãng sanh tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà để gặp Phật Bồ Tát. Thì khi đối diện với những bậc thánh nhân Phật Bồ Tát, họ thấy được cái biệt nghiệp cá nhân sâu thẳm trong A Lại Gia của mình, họ chỉ cần nói một câu không thừa không thiếu, mình đã giác ngộ, cho nên mới gọi là vãng sanh Tây Phương thì kiến Phật ngộ vô sanh. Ngộ vô sanh tức là ít nhất mình cũng vào được sơ quả Sotapanna, và ở trên đó tu tập tiến lên quả vị Phật, không còn thối lui trong tam đồ ác đạo ở bất kỳ cõi nào khác trong luân hồi sanh tử nữa. Đó là lý do thứ nhất vậy. Gần Phật là công đức vô biên. Lý do thứ hai là nguyện lực của Đức Phật A-di-đà trong 48 lời nguyện vì Đại Từ Đại Bi Tỳ Kheo Pháp Tạng cũng là bậc tâm nguyện hướng đến Phật quả. Khi phát 48 lời nguyện đó, Ngài đã biết rằng chúng sanh thời mạt Pháp cũng như là những chúng sanh các cái cõi mười phương có tam đồ ác đạo, luân hồi sanh tử, trầm luân đau khổ. Cho nên Ngài cũng muốn tạo một cái môi trường tuyệt vời, dù đó là y báo, nhưng cái môi trường để cho những người chưa thực sự giải thoát là cần thiết, giống như chúng sanh cần nương tựa Phật Pháp Tăng Tam Bảo vậy. Một thiền sư thì cần một thiền viện, một người yên tĩnh thì cần một không gian yên lành, tĩnh lặng. Phường bá đạo ồn ào thì phải tìm cái chốn thị thành ô nhiễm hoặc là chợ quán để đua tranh. Như vậy năng lượng tâm của một người sẽ biểu hiện ra hình tướng của người đó. Thì quý vị nghĩ Đức Phật A-di-đà, tâm của Ngài là từ trong tự tánh, là Phật tâm, cảnh giới của Ngài chắc chắn sẽ hơn cảnh giới của một vị thiền sư rồi, đúng không? Trong một thiền viện an tịnh cỡ nào, khác biệt một trời một vực với ngoài chợ, sự ồn ào náo nhiệt, thì sự an tịnh tuyệt vời của chư thiên hơn ngàn lần ở cõi này, thì sự an tịnh tuyệt vời của một cõi Phật gấp ngàn lần chư thiên. Và đó cũng là lời nguyện của Đức Phật. Một trong 48 lời nguyện có nói rằng cảnh Tây Phương Cực Lạc xinh đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh hơn gấp bao nhiêu lần so với cõi người và cõi trời. Và khi về đó là môi trường lý tưởng để giữ giới, để nghe Pháp, để được nhắc nhở tỉnh thức thường xuyên. Còn nếu ở cõi này rất khó khăn. Do đó là nguyện lực của Đức Phật A-di-đà và nguyện lực của Ngài từ là một tỳ kheo Pháp Tạng, nhưng Ngài đã thành Phật. Ngài nguyện rằng nếu như mà Ngài không rước được một chúng sanh, ít nhất là niệm được 10 câu A-di-đà Phật trước khi trút hơi thở cuối cùng mà Ngài không rước về cõi tịnh độ, thì Ngài thề không làm Phật. Thì Ngài bây giờ đã làm Phật chưa? Đã làm Phật. Như vậy lời thề của một tỳ kheo Pháp Tạng khi chưa thành Phật, với bây giờ Ngài đã thành Phật, thì lời thề đó của một hay hai người? Của một người. Cho nên Phật thì có dối lời hai lưỡi, không thật không? Không. Vậy thì hãy tin chắc vào cái lời nguyện của Đức Phật, có đủ thần lực, tha lực, Phật lực để cùng với cái sự nhất tâm bất loạn của mình ngay khi niệm 10 danh hiệu trước khi trút hơi thở ấy, cùng với thiện căn phước đức nhân duyên hàng ngày tích lũy hồi hướng về Tây Phương, thì chắc chắn mình sẽ được vãng sanh vậy. Chỗ này rất khó nói, chỗ này rất khó bàn, vì con người ta thường dạy, thường được nghe dạy rằng phải tự lực mới chuyển hóa được nhân quả. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Làm như có dụ mà tha lực Đức Phật có thể đưa một người từ phàm trở thành thánh lên cõi Tây Phương, rồi tự mình chấm dứt sanh tử, không còn phải trở lại luân hồi. Điều này có vẻ khó hiểu đúng không? Nhưng kính thưa quý vị, không mấy khó hiểu. Vì sao? Vì ví dụ như khi đắc được sơ quả Tu Đà Hoàng, thì người đó không còn rơi vào tam đồ ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Chỗ này giải thích làm sao? Con giả dụ nếu kiếp trước của người đó đã từng tạo những ác nghiệp, đáng lý ra phải rơi vào tam đồ ác đạo, nhưng kiếp này họ tu, họ đắc được sơ quả, họ không còn rơi ngược lại tam đồ ác đạo nữa,
thì không lẽ họ không còn trả nghiệp của ác đạo nữa hay sao? Không phải như vậy. Mà như thế này nè, khi phá được thân kiến nghi và giới cấm thủ thì họ không còn bị cái ảo tưởng của cái thân này vốn bất tịnh, vô thường, vô ngã chiêu dụ họ đi vào những cảnh giới mê lầm và chấp dính vào thân xác nữa. Cho nên ngay cái lúc mà họ đối diện với cận tứ nghiệp, ánh sáng chánh niệm tỉnh thức của họ đủ lớn mạnh để không bị những cái cảnh giới của thân nghiệp nó phóng đại ra, và nếu có chăng nữa họ cũng đủ tỉnh táo không sợ hãi, cho nên không bị lôi kéo theo và đầu thai vào những cái cảnh giới thấp. Với cái năng lượng tỉnh thức là B thì họ sẽ đi vào cái cảnh giới B, nhưng với cái năng lượng tỉnh thức là A thì cái cảnh giới B nó không thể dẫn dụ và lừa dối được cái người với cái ánh sáng A. Cho nên khi thấy được cái bản chất thật của thân này, họ không còn thấy cái thân là tịnh, là thường, là ngã nữa, thì những cái nghiệp của cái thân không thể lôi kéo được, cho nên không thể đi vào những cái cõi thấp của Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì bốn cõi này là thường dính mắc và có tà kiến sai lầm về cái thân của mình. Đấy. Và từ cõi người ít nhất là 7 kiếp họ sẽ sinh thiên và tu cho đến khi giác ngộ A-la-hán quả. Thì khi vãng sanh Tây Phương cũng như vậy. Lúc mà mình vãng sanh ấy, mình chưa có phải chấm dứt sinh tử được, vẫn đới nghiệp và mang đi. Thì khi mang nghiệp đi, mình chưa có phải là không trả nghiệp, mà mình sẽ trả nghiệp theo cách mình chọn. Nếu mình tỉnh thức thì mình chọn cách mình trả nghiệp. Nếu mình mê mờ thì nghiệp biểu mình trả theo cách nó vận hành. Ví dụ như người tu còn nghiệp không? Còn. Nhưng mà chọn cái cách trả là ăn chay, nằm đất, giữ giới, sống đời thanh tịnh, ít muốn biết đủ, ở cái nơi yên lành, lánh xa thế tục. Đó là một cách trả nghiệp đó quý vị, không thể chạy trốn được. Mặc dù vô tu, nhưng thân xác vẫn đau, bệnh tật diễn ra hoài, đau buồn, nghĩ ngợi lung tung. Nhưng quý vị nghĩ, với một cái năng lượng tâm bất an, bất thiện, mà đối diện với quá nhiều những cái con người, những cái hoàn cảnh, những cái sự việc, những cái hiện tượng ở bên ngoài, với những cái mối quan hệ tiền tình danh lợi, quá nhiều những cái đa đoan nhiêu sự, thì cái tâm bất an đó trả nghiệp nặng hay ít? Rất nặng. Cho nên một người mà muốn chữa bệnh thì tới những người có nhiều bệnh để chữa chăng? Không. Tới cái môi trường rất là ô nhiễm để ở để hết bệnh chăng? Không. Phải tới đâu? Phải tới gặp bác sĩ, phải vô bệnh viện, phải ở với một cái môi trường mà thanh lọc cơ thể và được cái người mà họ giúp đỡ mình để trị liệu được cái bệnh của mình đó. Cho nên chọn cách trả nghiệp của người tu là vào cái nơi thanh tịnh ở cõi ta bà này, vào cái nơi gần gũi với thiện hữu tri thức, bậc giải thoát và hướng thượng để cầu tối thượng giác ngộ. Đó cũng là một cõi tịnh độ ở cõi ta bà này. Cho nên khi mình vãng sanh Tây Phương thì ở cái tịnh cảnh trên đó vô cùng tinh khiết, năng lượng xung quanh của chư thượng thiện nhân công đức vô lượng, và đặc biệt là những vị đại Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, và hơn nữa là chính Đức Phật đang hiện hữu với cái năng lượng của chư vị đủ để thấu tận cái biệt nghiệp của mình. Và một câu khi mình được hoa khai kiến Phật, mình thấy được cái dung nhan, chiêm ngưỡng được cái hình tướng, cái hình hài của Đức Thế Tôn, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tâm mình đã an tịnh rồi, huống hồ gì cái năng lượng của Đức Phật đi vào trong mình với cái không gian tuyệt vời đó, thì tâm của mình, những cái phiền não nó bắt đầu lặng dần dù chưa ngôn ngữ nào cả. Huống hồ gì Đức Phật mà mở một câu nói thẳng vào lòng mình, chắc chắn mình sẽ được ngộ vô sanh, ít nhất chăng nữa thì cũng vào sơ quả. Và dĩ nhiên khi vào sơ quả rồi thì mình không còn ở trong luân hồi sanh tử nữa. Đó là cái lý của vãng sanh Tây Phương, không còn phải trở lui vào luân hồi. Cho nên lên trên Tây Phương Cực Lạc, cái lý do tuyệt vời thứ hai này, chúng ta nên thấu được cái đạo lý để có được cái niềm tin cho sâu chắc, không còn nghi ngờ về nhân quả. Cái lý do thứ ba là cái cõi ta bà vốn là ngũ trược ác thế. Tại sao nói như vậy? Hãy quan sát lấy bản thân mình. Sáng ngủ dậy 24 tiếng đồng hồ, mê hết 8 tiếng. Còn bước chân xuống giường cho đến lúc bước chân lên giường
bao nhiêu bước chân trong một ngày mình không đếm được, bao nhiêu hành động cử chỉ của cái thân thôi, chưa nói cái thọ, cái tâm và cái pháp. Nói đến mức độ tỉnh thức của mình trong từng cử chỉ hành động hoặc là quán thân trên thân á, là 0.001%. Rất khó khăn để mà duy trì được cái chánh niệm, thấy rõ, biết rõ, quan sát rõ những hành động của mình, có đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cái nghiệp của mình là từ vô thủy đến nay, mình bị thúc đẩy bởi cái vô minh chứ không phải là bởi tỉnh thức. Bây giờ mình bắt đầu nghe ngóng đó một chút tâm linh tu hành, thì mình đi ngược lại cái dòng chảy của luân hồi ấy. Điều này vô cùng khó khăn. Cho nên tự thân mình thì ngũ dục lôi kéo, ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày, tai mắt mũi lưỡi thì bị bên ngoài tác động vô quá nhiều. Những cái năng lượng xung quanh của những con người giữ năm giới đã khó, huống hồ nói đến chuyện giải thoát tu hành, thì tự thân bên ngoài con người cũng như là môi trường quá nhiều tiêu cực. Mình có thể tự thắng vượt lấy phiền não chướng nghiệp chướng báo chướng của mình được không? Hiện tại đã quá khó, huống hồ vì bao nhiêu nghiệp của quá khứ, oan gia trái chủ, nội kết đủ thứ, đã khó khăn tự thân mình rồi mà xung quanh tác động tiêu cực hàng ngày, hàng phút, hàng giây, thì mình tu hành kiểu gì đây được gọi là giải thoát trong cái cõi bùn nhơ bất tịnh này? Đó là lý do mà người tu phải vô chùa, đó là lý do mà phải có cái thiền viện, đó là lý do mà cái thân người tu phải cạo đầu, phải mặc đồ hỷ sắc, hoại sắc, để tự thân không tạo một cái sự mời gọi với thế gian nữa. Và tự thân cũng thấy bản thân đã hủy hoại đi những cái gì của cái thân xác chấp dính rồi. Để chi? Để đi con đường thấy được cái thân bất tịnh vào sơ quả. Thì cái môi trường là cực kỳ quan trọng với người sơ cơ tu tập. Nếu mình chưa phải là Bồ Tát và do nguyện hạnh mà đến đây, thì tốt nhất nên đến một cái cõi an lành và không thụt lui nữa. Chúng ta thấy vì mê muội mà chui vô bụng mẹ, ta đâu phải lựa chọn gia đình ta đến đâu để đầu thai. Ta đến đây một cách mê muội và ta sống cuộc đời mình một cách mộng mị, mộng trong đêm lúc ngủ, lúc ban ngày cũng mộng một kiếp tình lợi danh. Đến khi buông tay nhắm mắt cũng chưa tỉnh giấc mộng, lại một cách mê muội ra đi. Chứ mình đâu có biết mình đi về đâu, mình đi đâu, mình về đâu, mấy giờ, ngày tháng, năm nào, điểm đến là chỗ nào. Đến thì mê, sống cũng mê và ra đi cũng mê. Cho nên ta thấy ở cõi này mê là phần chính. Vậy thì hạnh phúc gì ở cõi này? Xây dựng, tích lũy, chờ đợi, tha thiết, lưu luyến gì ở cõi này? Lý do mà mình tha thiết lưu luyến ở cõi này mà trong khi mình vẫn còn đang mê, thì cái đó chỉ do tham ái. Cho nên mới gọi là ái bất nhiễm, bất sanh ta bà vậy. Còn nếu như vào đây mà không phải do tham ái ô nhiễm, thì đó là do nguyện lực của chư vị Bồ Tát tái lai để hóa độ, thức tỉnh chúng sanh ra khỏi cái luân hồi tâm tối. Bật đèn mà đi, đó là từ tối hướng ra sáng. Đang là trong bóng tối mà cảm thấy hạnh phúc và ôm ấp lấy, thì chắc chắn khổ đau sẽ cuối đường chờ đợi. Thành ra nghe được cái danh hiệu của Đức Phật A-di-đà là khó. Để cái tính tâm trọn vẹn hành trì càng khó hơn. Không dễ gì mấy ai mà thực tập pháp môn tịnh độ hết lòng hết dạ cầu vãng sanh. Bởi vì sao? Vì vị ngọt của thế gian còn khiến cho họ bị hấp dẫn. Vì gia đình, vì ân ái, tiền tài, danh lợi, thất tình, lục dục và ngũ dục của thế gian cho họ vị ngọt, ngọt ngào như xưa nay mà họ cảm nhận là giá trị. Cho nên để mà bước ra một cái gì như là cái quán tính cả từ vô thủy đến nay, để mà thấy được bản chất của nó mà không dính mắc gì đó nữa, đó là một chuyện mà khó khăn vô cùng. Cho nên ta đừng lý luận dài dòng để bất kỳ một lý do gì. Ta ở cái cõi ta bà này mà ta cho đây là cái cõi rất đẹp và ta không cần phải cầu giải thoát.
cõi này rất đẹp. Khi nào? Khi tâm ta hết tham sân si. Khi nào? Khi ta tự chọn được đường mình đi, chết ta biết mình về, có chốn, có chỗ. Còn mình mê lầm mà mình thấy mọi thứ đẹp trong cái mê thì đó là ngủ ấm ma, đó là tưởng tượng. Ta thấy cái thứ nó đẹp mà ta thấy được cái bản chất thật do cái sự tỉnh giác, ánh sáng rõ ràng của mình thì đó mới là cái cảnh đẹp thật. Mình ở trong bóng tối mà mình nói nó đẹp thì mắt mình bị mù. Khi nào mà cảnh nó đẹp? Khi đôi mắt mình sáng. Người mù mà thấy cảnh đẹp, mù đâu có thấy cảnh. Thì cảnh nó đẹp hay xấu? Thì cảnh đó không phải là cảnh thật, mà đó là ảo tưởng của thọ tưởng hành thức. Ảo tưởng của nghiệp lực. Ảo tưởng của vô minh. Cho nên mình cũng tu. Mình cũng tu thiền. Mình cũng tu tịnh. Mình cũng tu bất kỳ pháp môn nào đó. Giữ giới, tụng kinh, hành trì, bỏ ác, làm lành. Lánh xa kẻ dữ. Tự chuyển hóa thân tâm ít nhiều hàng ngày. Với công đức đó, mình nên hồi hướng Tây Phương để vãng sanh lên tịnh độ. Còn nếu mà mình chưa có cái niềm tin tha thiết, mình nghĩ rằng ồ chứ lên đó làm chi, ở đây cảnh vẫn đẹp, người vẫn thương, có đủ thứ, có cái ổi, cái xoài, trên lên tịnh độ chắc gì có. Tất cả những cái lý luận đó, khi mà mình đã tỉnh thức. Còn nếu không, cái hạnh phúc trong mê mờ sẽ đem đến khổ đâu. Cái gì mê là nhân, cái đó quả là khổ. Đó là lý do thứ ba. Lý do cuối cùng, ở cái cõi này đã không còn Phật tại thế, không gần được bậc minh sư đã liễu sanh thoát tử, hoặc là theo chánh kiến, chánh pháp. Mình tu có giỏi cỡ nào cũng rất là dễ rơi vào tà kiến và ngũ ấm ma dẫn dắt. Cụ thể là ngày Ức Đầu Lam Phất, thầy của Đức Thế Tôn, trước khi giác ngộ đã dạy cho ngài đến phi tưởng, phi tưởng xứ là cõi thiền cao nhất của tam giới, tương tự Như Lai. Nhưng trong lúc hành thiền, khi chưa nhập định, ông đã bị quấy rầy và tâm đó phiền não nổi lên, sân hận với những con cá đớp bọt nước. Ông nói rằng tao sẽ ăn hết thịt tụi bay. Sau khi hết cái kiếp chư thiên ấy, ông đã đọa vào loài chim phi ly, loài chim ăn cá, hay là con chồn biết bay, ăn những loài cá này. Cái phước đức của ông, cái thiền định của ông sâu dày đến độ cao nhất của tam giới, vậy mà vẫn đọa xuống có cõi thấp hơn cõi người, đó là súc sinh. Thì ta vào cận hành định đã khó, huống hồ gì sơ thiền, huống hồ gì tứ thiền, đừng nói chi đến sơ quả. Mà thân cận ta không có thầy lành bạn tốt đích thực cầu vãng sanh hay là cầu liễu sanh thoát tử, thì ta dám bộ tự mình có thể giải thoát được trên cõi này không? Đó là những lý do mà bao nhiêu công đức tu hành, dù bất kỳ pháp môn nào, cũng nên hồi hướng về Tây Phương tịnh độ. Và dĩ nhiên, hàng ngày chúng ta phải thực tập nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Để ta không quên nhắc nhở mình hằng ngày tính nguyện hạnh cho sâu, thực hành cho chí thiết, để cầu về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo